chương 45, cuồng lôi đao pháp tinh diệu. Tìm tới Lục Vân Hải, động thủ. Trước đó tại quạng mỏ, Lục Vân Hải nhằm vào hắn. Hiện tại đến thuần dương tông, phụ thân Lục Tòng Vân lại nhằm vào hắn. Hai cha con đều là gia tay độc ác, không đạt mục đích thì không bỏ qua cái chủng loại kia ra hỏa. Đã như vậy, kia tô chiêm há lại sẽ cùng bọn hắn thiện lương. Lục Tòng Vân hắn khẳng định tạm thời không giải quyết được. Nhưng Lục Vân Hải, hắn giết định, giê -xu đều mơ tưởng bảo trụ gia hỏa này, Tuy nói hắn hiện tại hoàn toàn có thực lực có thể xử lý Lục Vân Hải. 140 cái tiểu hắc cùng tiến lên, Lục Vân Hải liền xem như thất trọng, cũng tuyệt không có khả năng gánh vác được. Nhưng nếu như Lục Vân Hải muốn chạy trốn, tiểu hắc nhóm thật đúng là không nhất định có thể giết được. Thất trọng, cộng thêm bên trên Lục Vân Hải tất nhiên có phụ thân cho một chút thủ đoạn bỏ mệnh, tiểu hắc nhóm rất khó lưu được. Một khi bị chạy trốn, vậy cái này miệng ác khí còn thế nào ra? Bởi vậy, Tô Chiêm không có gấp nhất thời, Chờ thực lực hoàn toàn đầy đủ, có trăm phần trăm tất sát nắm chắc, hắn lại ra tay không muộn. Ừm. Một bên khác, trở lại quặng mỏ bên trong, đang tu luyện lục vân hải, bỗng nhiên mở to mắt, cao mày, làm sao bỗng nhiên dâng lên một điểm dự cảm xấu. Không hiểu cảm giác trong lòng hơi buồn phiền đến hoàng. Áp lực vô hình, để tâm hắn sinh bực bội, ngay cả tu luyện đều có chút tu luyện không nổi nữa. Hắn đứng dậy rời đi phủ đệ, lên cao đến trăm mét trên phòng quan sát phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể nhìn thấy xa xôi chỗ, Tô Chiêm đã từng chỗ số 18 khu mỏ quặng. Hết thảy như cũ, lấy quặng vẫn là như hỏa như đồ tiến hành. Nhưng nếu là lại nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện ngoại trừ quản lý tứ trọng nhân viên bên ngoài, lại còn tăng lên thất trọng thuần dương tông đệ tử. Hiển nhiên, đây là lục tòng vân đặc biệt vì lục vân hải an bài bảo hộ biện pháp, vì chính là phòng ngừa hắn về thuần dương tông về sau, tô chiêm những cái kia thân ngoại hóa thân thủ đoạn lại lần nữa chạy tới giết người quấy rối. Bất quá liên tiếp nhiều ngày như vậy quá khứ, thân ngoại hóa thân cũng không xuất hiện nữa. Nhưng Lục Vân Hải cũng không có như vậy buông lỏng. Ngược lại bởi vì phụ thân bên kia chậm chạp không có tin tức, mà cảm thấy nôn nóng bất an. Hy vọng phụ thân bên kia có thể nhanh chóng giải quyết. Đối với cái này, Lục Vân Hải tự biết giúp không được gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Khoảng cách tông môn thí luyện còn có 5 6 ngày. Sơn môn phía sau núi chỗ đến rồi. Cố ý chờ thật lâu Tô Chiêm đột nhiên mở hai mắt ra, con người ở trong một vòng lôi quang thoáng một cái đã qua. Giờ khắc này, trong óc của hắn bỗng nhiên chuyển đến vượt qua bình thường mấy lần hài lượng trong tin tức, cho. Những này tất cả đều là cùng lôi đao pháp diễn luyện quá trình. Đồng thời hắn rõ ràng cảm giác được hai cánh tay của mình, kinh mạch, đều theo cùng lôi đao pháp tăng lên, mà mang đến rõ rệt tăng lên. Diệu. Diệu. Thật là khéo đây là nhập vi cấp đao pháp. Không, bình thường nhập vi cấp đao pháp, căn bản không đủ nó một phần mười tinh diệu. Tại đem tất cả tràn vào tin tức nhanh chóng tiêu hóa về sau, tô chiêm ánh mắt sáng rực, nhịn không được phát ra liên tục sợ hãi thán phục. Cuồng lôi đao pháp, lại không phải nặng tại lôi, mà là nặng tại cuồng. Hắn vì cái gì, nguyện ý bỏ vốn 60 vạn linh thạch mua một bộ nhập vi cấp công pháp. Bởi vì bộ này đao pháp tự mang một bộ phận lôi thuộc tính, có thể tại công kích lúc gia tăng xé rách, bộc phát tổn thương, không chỉ có thể để lực lượng mạnh hơn, càng là có thể để cho địch nhân gặp trình độ nhất định xét đánh. Nhưng mà bây giờ nắm giữ về sau, hắn mới biết được điểm này lôi thuộc tính căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là bộ này đao pháp tốc độ xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là đạt tới sơ cấp. Liền có thể trong nháy mắt vung đao 5 lần, mỗi một lần đều bộc phát 3 lần tổn thương. Nếu là có thể tiếp tục tu luyện đến trung cấp, có thể trong nháy mắt xuất đao 10 lần, mỗi lần bộc phát 3 lần tổn thương cao cấp, trong nháy mắt xuất đao 15 lần, mỗi lần bộc phát 4 lần tổn thương. Viên mãn, trong nháy mắt xuất đao 30 lần, mỗi lần bộc phát 5 lần tổn thương. Một đao người khác đều không chịu nổi, trong nháy mắt 5 đao, còn có 3 lần bộc phát tổn thương. Sợ là thất trọng cũng không dám đón đỡ ta một đợt bộc phát. Tô Chiêm trực trực cảm thán. Hắn hiện tại, hoàn toàn có tự tin đi đối phó thất trọng. Không phải chống lại thế lực ngang nhau cái chủng loại kia, mà là có xác suất đánh tan đánh bại hơi nhỏ yếu một chút thất trọng thậm chí cũng có thể tại chỗ bị hắn đánh giết mà cái này chỉ là sơ cấp nếu như đến trung cấp cao cấp thậm chí viên mãn trình độ sợ là bát trọng ta cũng dám động vượt qua ba cái tiểu cảnh giới giết địch loại chuyện này đối với bình thường tu giả mà nói căn bản không dám nghĩ có thể đối đầy người hách tô chiêm tới nói chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi cái này một bộ nhập vi cấp đao pháp trong mắt của ta so kia hai bộ nhập vi cấp công pháp mạnh rất rất nhiều. 60 vạn, vật siêu chỗ giá trị. Khuyết điểm duy nhất vẫn là linh khí tiêu hao vấn đề, trong nháy mắt xuất đao 5 lần, bộc phát 3 lần tổn thương, mỗi xuất đao một lần linh khí tiêu hao đều phá lệ to lớn, 5 lần xuống tới, nếu không có nhập vi cấp nội công trèo chống, sợ là một đợt cũng đủ để đem ta toàn thân linh khí toàn dành thời gian. Bằng vào ta hiện tại linh khí số lượng dự trữ, 3 lần, nhiều nhất thi triển 3 lần cuồng lôi đao pháp, liền sẽ triệt để rút khô linh khí. Bất quá không dùng đến 3 lần, chỉ cần một lần, liền có thể gỡ xuống lục vân hải tính mệnh. Tô chiêm ánh mắt lăng lệ. Hiện tại, hắn có niềm tin tuyệt đối tất sát lục vân hải. Tiểu nhị hắc, ngươi còn bao lâu có thể đến quạng mỏ? Tô chiêm hỏi thăm. Tô chiêm sớm tại nhiều ngày kiếp trước ra muốn giết lục vân hải suy nghĩ lúc, liền đem một cái tiểu hắc điều động chạy về quạng mỏ trải qua mấy ngày nay ngày đêm không ngừng đi đường, đã cách quặng mỏ không xa. Chủ nhân, nhiều nhất chỉ cần một giờ. Tốt, vậy ta liền đợi thêm ngươi một giờ, đến quặng mỏ về sau, không cần sốt ruột xuất thủ, trước điều tra một chút đại khái tình huống, sau đó hướng ta báo cáo. Vâng, chủ nhân. Cái gọi là điều tra, tự nhiên là nhìn xem có hay không cường địch. Lấy lục tòng vân thủ đoạn, quặng mỏ, không có khả năng không thả mấy cái thất trọng bát trọng loại hình đệ tử thủ hộ, Bất quá đôi này Tô Chiêm mà nói cũng không phải là việc khó. Chỉ cần không có nguyên cảnh loại kia cấp bậc ngoan nhân tại, Lục Vân Hải liền mơ tưởng muốn sống sót. Tiểu Hắc, cuồng lôi đao pháp đến trung cấp phải bao lâu? Chủ nhân, cần 8 ngày. 8 ngày. Đối cái khác nhập vi cấp công pháp mà nói, Tô Chiêm cảm thấy rất dài rằng dặc. Nhưng đối với cuồng lôi đao pháp tới nói, 8 ngày đã coi là nhanh chóng. Một khi đến trung cấp cảnh giới, trong nháy mắt kia chính là xuất thủ 10 đao, Uy lực to lớn, thất trọng hung thú đều phải một đợt nuốt hận. Tạm thời trước gác lại, để tiểu hắc nhóm đi đi săn một giờ hung thú, xem bọn hắn hiện tại hiệu suất tới trình độ nào. Tại Tô chiêm nhanh chóng an bài phía dưới. 140 cái tiểu hắc từ luyện công hư ảnh ở trong rời đi. Chia hai bên các 70 người, tiếp tục tại Bạch Lĩnh sơn mạch cùng ma vụ triều trạch ở trong tứ ngược tàn sát. Đương nhiên, bây giờ bọn hắn tàn sát hung thú đối tượng không còn là tứ trọng ngũ trọng, mà là lục trọng cất bước vẻn vẹn bất quá nửa phút. Rầm rầm, liền có bao nhiêu con hung thú thi thể rơi vào phân thân không gian ở trong. Chiếu cái này hiệu suất, 200 vạn, hoàn toàn có thể. Hạ một giai đoạn, cần 486 vạn, 3 ngày liền có thể nhẹ nhõm xong. Tô Chiêm nhách miệng cười một tiếng. Rất nhanh, 2 giờ quá khứ. Tiểu nhị hắc điều tra tình báo cũng rốt cục chuyển đến. Chủ nhân, quặng mỏ bên trong có thất trọng, số lượng tại 50 người, Dự liệu được. Điều động 50 cái thất trọng, đối đường đường nguyên cảnh trung kỳ lục tòng vân tới nói, chính là tùy tiện chuyện một câu nói. Có bát trọng sao? Không có. Tìm tới lục vân hải sao? Đã tìm tới, cũng xác định vị trí, tại quáng chủ trong phủ đệ. Rất tốt. Tô chiêm rũi cái thật to lưng mỏi, thần sắc quyết tâm, động thủ. Toàn bộ quạng mỏ bên trong, ngoại trừ thợ mỏ bên ngoài, một tên cũng không để lại.